Đây là bảng giá để mình đi lên chùa Bà. Đây là lịch vận hành của cáp treo này. Welcome back to my channel Cường Kiến Trúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Nếu mà mỗi năm dịp Tết Nguyên Đán thì thành phố biển Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người dân Sài Gòn cũng như là một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên năm nay vị trí đó thuộc về là khu lịch núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Ngay thời điểm này là giữa tháng Giêng nhưng mà dấu hiệu chưa có hạ nhiệt đối với khu lịch núi Bà Đen năm 2024. Có rất là nhiều quý cô chú anh chị chưa có đi lần nào ở trên Tây Ninh, cũng như là thắc mắc về cung đường đi hoặc là giá vé hoặc là những điểm tham quan ở trên đó như thế nào, thì bằng video này Cường sẽ giới thiệu chi tiết và tỉ mỉ nhất để cả nhà có thể hình dung ở trên đó như thế nào, và khi mà mình đặt chân lên đó rồi mình sẽ không có bị bỡ ngỡ. Núi Bà Đen thì cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 110 cây số, nếu mà mình đi xe máy hoặc là mình đi xe khách tầm khoảng là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ là sẽ tới nơi. Khi mà mình chạy gần đến chân núi tầm khoảng 2-3 cây số, mình sẽ thấy rất là nhiều đại lý bán vé cáp treo và một số cửa hàng là bán đồ cúng. Mình có thể ghé vào đây mua cúng được tại vì giá là sẽ đồng giá như nhau hết, giá cả niêm yết rõ ràng. Còn hoa cúng thì thường thường là 25-30 ngàn đồng một bó. Nếu mà mình đi ngày thường không phải ngày lễ Tết đó, thì ở trên đây cũng khá là thông thoáng. Mình vào đây thì sẽ có hai bãi gửi xe, từ ở ngoài chạy vào bên tay trái là bãi gửi ô tô, còn bên tay phải là gửi xe máy. Phí gửi xe máy là 6.000 đồng một chiếc, còn nếu mà xe ô tô là 50.000 đồng một chiếc. Ngay khu vực mà Cường đang quay này là phía trước cổng vào của khu lịch núi Bà Đen. Đây là lịch vận hành của cáp treo nè. Có Vân Sơn, Chùa Hang, Tâm An, Nam Châu và Tâm Linh. Thường là bắt đầu là từ 5 giờ đến 23 giờ nha cả nhà. Bây giờ thì Cường sẽ lại mua vé nghe, coi giá vé như thế nào. Đây là bảng giá để mình đi lên chùa Bà. Mình sẽ thấy được là tiếng 2 chiều là 250 nè, tiếng 1 chiều là 150, còn vé vào cổng là 10.000 đồng. Đây vé combo mà cao nhất là 600.000, mình sẽ đi là Vân Sơn và Chùa Hang. Nếu mà bạn nào thích ăn buffet thì mình có giá combo buffet là 800.000 đồng luôn nha. Ở đây mình thấy có hai hình thức là bán vé, một là bán máy bán hàng tự động, hai là mình có thể là mua trực tiếp từ nhân viên bán vé. Đây mình sẽ thấy được là có 10.000 vé cổng nè. Còn combo của mình là có đi chùa Hang với đi ở trên đỉnh luôn thì 600.000 đồng. Ở đây có một quầy vé tự động nè. Nhưng mà nếu mà ngày nào đông á, thì mình có thể đến đây. Còn nếu mà vắng thì mình cứ lại khu vực mà có nhân viên để có thể là tư vấn cho mình nha. Đây ở đây mình sẽ thấy được là có hướng dẫn mua vé tự động nè. Mình chọn loại vé, số lượng, phương thức thanh toán. Đây là tổng quan tất cả các điểm tham quan của khu lịch núi Bà Đen, bao gồm là 44 điểm. Đây bây giờ mình sẽ vào chính thức vào khu lịch núi Bà Đen của Tây Ninh nha. Ngay chỗ này chỉ thu tiền vé cổng của mình là 10.000 đồng thôi nha. Vừa bước vào thì mình sẽ thấy rất là nhiều quầy bán đồ ăn, nước uống. Nước uống ở đây rẻ nhất là chai nước suối là 15.000 đồng. Còn những loại nước ngọt như Oolong, Citin gì đó là từ 25.000 đồng trở lên. Từ ở ngoài cổng á, nếu mà mình đi thẳng vào, mình đi xe điện vé là 10.000 đồng thì mình sẽ đi đến là chùa Trung để mình cúng bái nha cả nhà. Còn không thì mình cứ rẽ tay trái để mình vào khu vực là ga cáp treo và bắt đầu là lên núi Bà Đen. Bây giờ Cường đã vào khu vực này rồi. Mình sẽ có hai lựa chọn, một là mình đi thẳng lên trên đỉnh sau đó là xuống lại chùa, hai là mình lên chùa xong đó là đi thẳng lên đỉnh, tùy mình lựa chọn. Từ ở ngoài vào mình thì nhìn phía bên tay trái là sẽ đi cáp lên đỉnh, còn phía bên tay phải là đi cáp tới chùa, sau đó mình lên đỉnh sau nha cả nhà. Bây giờ Cường quyết định là sẽ đi lên đỉnh trước nha, tại vì để cho trời không có nắng á. Rồi sau đó là xuống chùa và đi xuống. Mình sẽ qua một trạm soát vé đầu tiên, sau đó là đi lên thang cuốn và bắt đầu là tới khu vực lên cáp treo. Đây là cáp treo của sân quơ núi Bà Đen. Nếu bạn nào đi của Bà Nà Hiêu hoặc là Phú Quốc rồi thì mình sẽ thấy là nó tương tự. Đi như vậy cả nhà mới thấy được là nguyên cái cáp treo có ngọn Cường à. Nên là hôm nay đi rất là khỏe và thoải mái. Thật sự là Cường rất là sợ rau cáo. Nhưng mà đi thì vẫn phải đi thôi. Đây cái này mình vừa lên nè. Đó. Nguyên cái cáp treo chỉ có một mình ngồi thôi, thấy không? Thời gian mà mình ngồi cáp treo tầm khoảng là 8 phút thì mình sẽ lên tới đỉnh núi Bà Đen, cao là 986 m. Khi mà lên lưng chừng núi thôi là mình sẽ thấy được là mây mờ dân phủ nè. Nếu mà mình đi buổi trưa 11 12 giờ thì hiếm khi nào thấy cảnh này, nhưng mà đi buổi sáng tầm 9 10 giờ thì sẽ thấy rất là thường xuyên.
Bây giờ là xung quanh không khí là mờ câm rồi, mây mờ dân phủ, nên cảm giác không khí ở đây khá là loãng là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình thấy là rất là mát mẻ và hơi lạnh nha. Đây đúng theo nghĩa là lên đỉnh luôn. Không khí thì rất là mát mẻ, dễ chịu và mây khá là nhiều nè. Khi mà vừa ra khỏi cáp treo á là sẽ có một cái thang cuốn, mình sẽ đi lên khu vực thang cuốn nha. Ở trên này là mình đi bất cứ khu vực nào mình cũng sẽ thấy được là có nhân viên hướng dẫn nha. Mình cứ hỏi với bạn này thì sẽ được trả lời rất là nhiệt tình. Ra phía ngoài thì mình sẽ thấy được có khu vực ăn uống nè. Ở đây có là pizza, son pizza 255 cành đến 230 mà hoặc là 185. Dù là bây giờ là 10 giờ rồi nè, nhưng mà thật sự thì không có một miếng nắng luôn, chỉ có là mây thôi. Mình quay như vậy nè, cả nhà mới thấy được là không khí ở trên này lạnh như thế nào nha. Quá trời sương mờ luôn. Khi mà mình lên khỏi thang cuốn, mình rẽ tay phải là mình thấy khu vực này, sau đó là rẽ tay trái thì mình sẽ lên được ngay khu vực là vườn hoa cũng như là tượng Phật Bà và tượng Phật Di Lặc. Do là ngày cường đi trời không có nắng, mây sương khá là nhiều nên là tới tầm chiều 3-4 giờ mình mới thấy được tượng Phật Bà. Còn buổi trưa là mình chỉ thấy được là mây giăng kín luôn. Lên trên này thì mình sẽ có 3 sự lựa chọn để tham quan. Thứ nhất là mình đi vườn hoa, thứ hai là mình xuống tượng Phật Di Lặc, thứ ba là mình tham quan Phật Bà. Đây là toàn cảnh khu vực là nhà hàng cũng như là quán cà phê ở đỉnh núi Bà Đen đây. Đang bị là mây mờ che phủ hết. Hiện tại bây giờ là đúng 10 giờ rồi đó nha. Nhưng mà mình sẽ không thấy mặt trời và cũng không thấy tượng Phật Bà hiện ra luôn. Tại vì mây quá trời mây rồi. Do là trời mây nhiều nên là mình sẽ không thấy tượng Phật Bà và cũng quyết định sẽ đi tham quan vườn hoa trước. Thì mình rẽ tay trái là mình sẽ vào khu vực vườn hoa. Nếu mà bạn nào lên tới đỉnh Bà Đen rồi thì nhớ chụp ngay cái cột mốc nha. Đỉnh núi Bà Đen cao là 986m. Hôm nay mình đi thì rất là vắng so với là những ngày mà cực kỳ đông đúc dịp Tết. Cường sợ trời nắng nên Cường đội theo cái nón nè, nhưng mà cuối cùng là chất quất. Không có một miếng nắng luôn, giờ không thấy được cái gì, tầm nhìn xa chỉ có khoảng 20-30 mét thôi. Điểm nhấn ở trong vườn hoa này là mình thấy là nguyên một cánh đồng hoa tulip. Đó là cánh đồng nhưng mà thật sự là tầm khoảng là 50-60 mét vuông thôi nha. Mình sẽ thấy là có màu vàng, màu trắng, màu đỏ, rồi màu đỏ kết hợp với màu vàng, rồi màu tím kết hợp với màu trắng, rồi bên đây là màu hồng nữa nè. Quá trời đẹp luôn. Ở đây mình sẽ thấy được biểu tượng cối xay gió của Hà Lan, và sát bên là sẽ có một cánh đồng hoa tulip nè. Nhưng mà chỗ này thì sẽ không có nhiều bằng khu vực mà phía sau lưng ở dưới chỗ chân núi Bà. Nguyên khu vực vườn hoa này mình đi bộ một vòng tầm khoảng 15 phút là sẽ hết rồi, chứ không có phải là quá rộng. Nhưng mà bạn nào mà muốn chụp ảnh hay gì đó thì góc nào chụp cũng đẹp hết. Ở trên này thì gọi là một thiên đường hoa luôn, quá trời nhiều loại hoa và rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Tính ra thì nhu cầu đi chơi Tết của người Việt Nam của mình cũng rất là nhiều. Bây giờ là giữa tháng giêng rồi nhưng mà khách đi cũng còn rất là đông nha. Trên đỉnh núi Bà Đen thì mình sẽ có hai chỗ để mình chụp hình, nghĩa là cột mốc 986m là ngay chỗ khu vực vườn hoa tulip và ngay chỗ khu vực dưới chân Bà. Từ ngay khu vực này mình có thể thấy được tuyến cáp treo nè, sương mờ dân phủ mình không thấy gì hết. Thật sự là nếu cái này mà mình đi mà ngay trời nắng nóng thì rất là mệt cho những người lớn tuổi hoặc là trẻ em luôn. Tại vì ở trên này thì không có quá là lớn, nhưng mà mình cứ đi lên đi xuống bậc thang á nên là rất là mệt. Nhưng mà hôm nay thì trời khá là mát đây. Cả nhà thấy không? 11 giờ. Bây giờ thì Cường di chuyển qua khu vực của tượng Phật Bà. Đây là đường để mình đi lên ngay chỗ mà dưới chân tượng Phật. Nhìn rất là đẹp luôn đây. Với chiều cao là 72m, được đúc bởi 170 tấn đồng, thì tượng Phật Bà ở Tây Ninh được xác lập là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi. Và tượng Phật Bà có tên là Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Bao nhiêu người ngồi đợi ngày hôm nay luôn, ngày 21 tháng 2 để nhìn thấy được tượng Phật Bà từ ở dưới chân Bà nè. Do là hôm nay là ngay giữa trưa nhưng mà trời vẫn không có nắng,
còn mây khá là nhiều. Trời ơi, bây giờ nãy giờ mình đi hơn một tiếng, bây giờ tượng Phật nó hiện ra nè, còn bị che lại nữa rồi. Ngay phía trước chỗ tượng Phật Bà mình sẽ thấy được nguyên một cái sảnh không gian rất là lớn luôn, và lan can là làm bằng kiến. Rồi mình sẽ nhìn xuống phía dưới cũng rất là đẹp, tại là đây là trên đỉnh của núi Bà Đen rồi. Ngay phía sân trước này mình có thể nhìn thấy phía sau lưng của tượng Phật Di Lặc, và mình phóng xa mắt ra tầm nhìn nữa mình sẽ thấy được hồ Dầu Tiếng của Tây Ninh. Và bây giờ thì Cường sẽ quyết định là sẽ đi thăm tượng Phật Di Lặc trước khi mà vào 4 tầng ở trong thân của Phật Bà để mình tham quan nha. Lúc nãy là Cường bước vào từ cửa này, sau đó mình xuống chỗ này mình đi thang cuốn xuống nha, thì mình sẽ đến được chỗ là tượng Phật Di Lặc. Từ ở phía trên mình đi tầm khoảng là 10 lần thang cuốn, mình sẽ đến trước ngay tượng mặt Phật Di Lặc. Và khi mà xuống thang cuốn đầu tiên, mình sẽ thấy ngay cột kinh luân này rất là hoành tráng và đẹp luôn. Khi mà đến chỗ này thì chắc chắn cả nhà của mình ít nhất là phải chụp hình hoặc là quay phim lại nha, tại vì rất là đẹp. Sau đó là mình tiếp tục di chuyển. Cả nhà đi trong này thì mình an tâm là nếu mà mình không biết đường đi á, sẽ có nhân viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, tại nhân viên ở đây rất là đông. Hai là mình sẽ đi theo dòng người thôi, mình đi họ cũng tới nơi, không có sợ bị lạc. Khi mà đi được 1/2 chặng đường là mình sẽ thấy được một khu vực, chỗ này có bán một số đồ lưu niệm. Ở đây mình thấy có bán túi phước đôi này, 350.000 đồng. Ở đây có mặt Khánh Di Lặc 500.000 đồng một mặt. Có thêm là trụ kinh Tây Phổ Đà Sơn 1.3 triệu nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển nữa nha. Khi mà mình thấy khu vực này là mình biết là mình chuẩn bị tới ngay trước chỗ mà mặt tượng Phật Di Lặc rồi nha cả nhà. Thầy Cường đang đi ở trong khu vực lòng của tượng Phật Di Lặc nha. Đây, cuối cùng mà thì Cường cũng đã tới được rồi. Nếu mà những chỗ khác vắng thì chỗ này khá là đông. Thứ nhất là chỉ tập trung có một chỗ thôi và rất là đẹp. Đây là tượng Phật Di Lặc khổng lồ nằm trên độ cao 986m trên đỉnh núi Bà Đen. Tượng Phật có chiều cao là 36m và chiều rộng lên đến 45m. Diện tích bề mặt tượng là 4.651m2 và nặng là 5.112 tấn. Và ở trên cổ có đeo chuỗi Phật châu gồm 54 hạt. Tượng được ghép từ 6.688 viên đá sạch thạch tự nhiên theo mô thức bậc thang. Và để làm nên một công trình mang đậm tính chất nghệ thuật, mỗi viên đá sạch thạch được lựa chọn kỹ lưỡng, kiểm tra màu, vân đá và kích thước chuẩn xác, sau đó được điêu khắc theo mẫu thiết kế rồi xếp chồng lên nhau thành 54 lớp. Ở đây là cô chú đồ đến đây nè, chiêm bái đồ rất là nhiều luôn, và ở đây là không gian cực kỳ mát mẻ. Đây là toàn cảnh bà con đang đứng phía trước của tượng Phật Di Lặc. Người ngồi, người đứng, người quỳ. Khu vực này thì Cường thấy khá là đông. Và ở dưới là kiểu như là giác vàng á, nên là mình ánh lên cái mặt của mình nó vàng vàng sáng sáng rất là đẹp. Khi mà mình tham quan ở đây á, mình hay nghe loa phát thanh là yêu cầu mình tham quan chụp ảnh chỉ trong vòng 2 phút thôi. Đó là dành cho những ngày mà dịp lễ Tết đông. Còn nếu trường hợp mình thấy vắng, mình có thể lưu lại ở đây 3-4 phút vẫn được nha cả nhà. Mình đi lên thì mình đi phía bên tay này, sau đó là mình đi xuống là mình sẽ đi qua khu vực ở bên này nha cả nhà. Sẽ có lối lên lối xuống riêng biệt. Bây giờ thì Cường sẽ đi vào để tiếp tục mình đi lên chỗ tượng Phật Bà nha. Lối lên thì mình sẽ đi tương tự như lối xuống nha, chỉ có là đi khác bên thôi. Khu vực này là để mình lại Phật đây. Và ở đây mình chỉ đi một vòng và mình đi ngang mình lại thôi nha cả nhà, chứ mình sẽ không có cúng đúc ngang gì hết, tại đây có cái dây trắng hết rồi. Khi mà mình đi lên hoặc đi xuống tham quan tượng Phật Di Lặc á, ở 1/2 chặng đường mình sẽ thấy được khoảng không gian này. Bạn đi cũng thấy mà bạn về cũng thấy, nhưng mà bạn về thì mình mới là đến đây để lại nha. Bây giờ thì Cường sẽ di chuyển lên phía trong thân của tượng Phật Bà. Ở đây là sẽ có 4 tầng, mỗi tầng thì sẽ có chủ đề tham quan khác nhau. Và xung quanh ở trong khu vực tượng Phật Bà thì mình sẽ thấy được rất là nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm hoặc là nước uống ở đây. Đây một cái dòng trầm hương gì có giá là 1.580.000. Dòng này thì có giá là 1.320. Ở trong đây thì sẽ có 4 tầng, máy vòm với lại không gian trưng bày nghệ thuật Phật giáo bằng hologram. Tầng 3 là sẽ không gian nghệ thuật trưng bày Phật giáo, và tầng 4 là phần trưng bày xá lợi.
ở dưới ngay chân tượng Phật Bà mình sẽ thấy được là có chỗ để xem nghệ thuật Phật giáo. Bây giờ thì Cường sẽ vào trong đây xem nha. Vào khu vực này thì mình sẽ lấy cái túi vải mình bọc dài mình lại cho sạch sẽ, đảm bảo về vệ sinh, và chụp ảnh thì không có sử dụng là đèn flash. Trong phòng này thì mình sẽ xem một thước phim kéo dài là 5 phút về quá trình hình thành của Phật Pháp. Ở 4 tầng mình có thể là đi thang bộ hoặc là mình có thể di chuyển bằng thang máy nha cả nhà. Ở đây thì khu vực trưng bày này cảm giác giống như là tranh 3D á cả nhà. Mình sẽ xem rất là sinh động và xem được quá trình hình thành từ ngôi chùa ngày xưa tới hiện tại bây giờ. Quá cho hai không gian này quá cho lớn luôn. Để mình xem là chùa gì nha. Chùa Bút Tháp ở ngoài Bắc Ninh đây. Và trong 4 tầng thì Cường sẽ thích nhất là tầng thứ 3, trưng bày một số tượng Phật của thế giới, rất là nhiều mô hình tượng Phật và rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy không? Nè, chỗ này là mọi người hay sờ vào nên là màu nó sẽ khác. Còn đây là Phật Thích Ca, công tác nguyên bản tại Thái Lan ở thế kỷ thứ 15-16 nè. Còn cái này làm bằng đồng nha. Và đây là tầng cuối cùng, là tầng 4, trưng bày Xá Lợi Phật. Bây giờ mình sẽ vào khu vực là tượng Xá Lợi Phật nha, nơi gây tò mò và thắc mắc nhất của tất cả mọi người mà đến tham quan núi Bà Đen Tây Ninh. Thứ nhất là mình có thể nhìn qua TV, sau đó là mình thấy ở trong phòng kính này mình sẽ thấy được Xá Lợi Phật nè phát sáng. Cường sẽ dành tổng cộng là khoảng 3 tiếng đồng hồ để mình tham quan, chụp ảnh, quay phim ở trên đỉnh núi Bà Đen. Sau đó là mình có thể là dùng ăn trưa ở đây. Mình có thể là mua vé buffet trưa 270.000 đồng nếu mua lẻ. Còn nếu mà mua combo thì chỉ còn có 200.000 đồng thôi. Không thì mình có thể là ăn gọi món, uống nước hoặc là ăn thức ăn nhanh ở trên này trước khi mà mình xuống là chùa Bà. Phía sau lưng của Cường là trạm ga Tâm An đây, ở trên đỉnh núi Bà Đen. Nếu mà trường hợp ở dưới mình đi thẳng lên đỉnh luôn và bắt đầu là mình đi xuống mới đi chùa thì mình sẽ ghé trạm Tâm An này để mình đi cáp ở chùa, đi xuống chùa nha cả nhà. Đây là trạm cáp Tâm An để mình đi xuống chùa Bà đây. Từ ở trên đỉnh Bà Đen mình ngồi cáp tầm khoảng là 4 phút thôi là mình sẽ đến khu vực là chùa Bà. Ở trong cáp sẽ có tặng cho mình những cái phiếu bản đồ nè. Mình sẽ thấy được là thấy không? Nguyên khu vực này, nguyên khu vực này. Và tổng cộng là mình sẽ thấy có 44 điểm để mình có thể tham quan, vui chơi, giải trí, ăn uống. Ở ngoài cổng là sẽ có nhưng mà mình sẽ không có nhớ. Còn cái này là sẽ tặng cho mỗi người và cầm theo nha, thông tin cơ bản nhất. Ngay chỗ trạm mà mình vừa xuống có tên là trạm Hòa Đồng. Và phía trên trạm này thì mình sẽ thấy được chùa Hòa Đồng. Nếu mà bạn nào muốn thì mình sẽ leo bậc thang để lên ngay khu vực chùa Hòa Đồng nha. Còn nếu mà mình đi thẳng tầm khoảng là 50m thì mình sẽ đến khu vực chính, đó là chùa Bà. Ở chùa Bà này mình thấy là mọi người đến đây xin lộc cũng như là trả lễ rất là nhiều luôn. Mọi người đến đây có thể là xin lộc bằng trái cây. Ví dụ như mình tới mình nhận những đồ cúng, ví dụ như trái cam nè, trái vú sữa hoặc là trái mãng cầu rất là nhiều. Và thời gian mở cửa của chùa mình thấy có cập nhật là từ 3 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Qua khu vực này thì mình sẽ thấy thêm là có chùa Quan Âm, rồi Thạch Động Quyền Môn, rồi Phật Nhập Niết Bàn. Nếu mà trường hợp mình là Phật tử và mình đi hết tất cả các chùa trong này á, mình sẽ dành là một buổi luôn, 3 đến 4 tiếng đồng hồ mình mới có thể đi hết được. Còn Cường thì Cường chỉ đi tham quan một vòng, sau đó mình sẽ ghé ăn một tô bánh canh chay 20.000 đồng rất là nổi tiếng ở đây trước khi mà mình xuống cáp treo và kết thúc hành trình của mình. Này đây, con thử cái nước dùng nha. Nó sẽ giống giống như cái mùi nước mì tôm á. Đúng luôn, cái vị nó như nước mì tôm vậy á. Đây là một tô bánh canh chay 20.000 ở trước
cửa chùa hang hay chỗ mà cáp treo để mình đi xuống từ chùa Bà đi xuống dưới chỗ bãi giữ xe nha cả nhà. Cuối cùng thì mình sẽ đi xuống cáp treo nha cả nhà. Rồi bây giờ là kết thúc chương trình là mình sẽ đi xuống cáp treo tiếng chùa hang đi xuống tới bãi giữ xe. Và trước khi mà mình ra về á, mình không thể nào mà không ghé mua đặc sản của Tây Ninh được, đó là món bánh tráng cũng như là những loại muối tôm ở đây. Thì ngay phía trước cổng chỗ bãi giữ xe mình sẽ thấy nguyên một dãy rất là nhiều hàng quán, có bánh tráng nè, rồi muối tôm nữa, nói chung là rất là nhiều. Đây muối tôm có loại 75 nè, có loại 60, có loại 30, nói chung là rất là nhiều loại để mình lựa. Đây ở đây có mấy bịch muối tôm 50 ngàn đồng một bịch. Với giá vé là 600.000 đồng thì Cường thấy khá là cao. Trước Tết thì giá vé là 400.000 đồng mà mình thấy rất là phù hợp luôn. Tuy nhiên nếu mà gia đình mình có người lớn tuổi hoặc là trẻ em và mình không có thời gian đi xa giống như đi ra Bà Nà Hill hoặc là đi qua Phú Quốc thì mình có thể đến núi Bà Tây Ninh này là một sự lựa chọn rất phù hợp, tại vì khá là gần với Sài Gòn và mình có thể đi về trong ngày. Chắc chắn là sau video này Cường sẽ có một video chi tiết cụ thể lịch trình từ Sài Gòn đi Tây Ninh và đi về trong ngày, ăn chơi ở đâu nha, ngoài khu lịch là núi Bà Tây Ninh. Còn video này thì Cường sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nha.